Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Để thực hiện mục tiêu đưa Phong Điền trở thành thị xã trong năm 2024, ngay trong những ngày đầu tháng đầu, địa phương đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt. Cùng đón Tết với các chiến sĩ Trung đoàn 6, đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tường rông khổng lồ Hồ Thủy Tiên phục khách trước thông tin sẽ bị phá bỏ sau Tết. Tin chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Vang. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Phú Vang báo cáo kết quả kinh tế xã hội trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định những thành tích mà địa phương đạt được trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Thừa Thiên Huế đối với cả nước, khu vực và quốc tế. Tiếp tục khẳng định Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54 NQTVK của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 NQCP của Chính phủ. Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn, tổ chức vui xuân, đón Tết cổ truyền đảm bảo trang trọng, đầm ấm, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ trước thêm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023. Trong đó nổi bật là Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. 100% cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng công tác, luôn đoàn kết một lòng, không quản hy sinh gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi đến các đại biểu lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ sự mong muốn các thủ trưởng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu năm 2024, trực Tết và ra quân kiểm tra nồng độ cồn, kiểm soát quân sự, đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của các cấp và chỉ thị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức giáo dục tuyên truyền cho 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định của quân đội, phối hợp với các lực lượng tăng cường nắm tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ. Từ cơ quan đến các đơn vị duy trì nghiêm túc nhiệm vụ trực, nhất là trực sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết, kịp thời xây dựng các kế hoạch phương án sát với tình huống, duy trì luyện tập chú đáo thuần thục, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện để sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn, kiểm soát quân sự tại các địa bàn chặt chẽ. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan đơn vị quan tâm tổ chức cho bộ đội vui xuân đón Tết chú đáo, đảm bảo đầy đủ, đầm ấm và an toàn, tiết kiệm. Bí thư Huyện ủy Nam Đông Trần Thị Hoài Trâm đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình buôn bán Tết và thăm hỏi đồng viên tiểu thương chợ Khe Tre. Cùng đi có đại diện các phòng ban liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Khe Tre và Ban quản lý chợ Khe Tre. Bí thư Huyện ủy Trần Thị Hoài Trâm cùng đoàn kiểm tra đã thị sát thăm hỏi tình hình các hộ kinh doanh về cả mặt hàng lương thực thực phẩm trong những ngày cận Tết. Đồng chí chia sẻ, bởi những khó khăn của bà con tiểu thương và động viên bà con ổn định tình hình, chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng, không để bị gián đoạn trong cao điểm dịp Tết.
cấp ủy chính quyền sẽ luôn chia sẻ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con kinh doanh buôn bán, để khắc phục phần nào khó khăn thiệt hại sau vụ cháy chợ. Đồng thời, hiện nay huyện đang đẩy nhanh tiến độ thi công chợ tạm và xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng chợ mới. Huyện chỉ đạo cả cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát để đảm bảo tài sản cho bà con, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ. Đồng chí cũng yêu cầu bà con tiểu thương chấp hành tốt các quy định trong sản xuất kinh doanh về nguồn gốc, xuất xứ, có bao bì, nhãn dán ghi rõ ngày sản xuất và hàng sử dụng, có niêm yết giá và tiểu thương chấp hành nghiêm túc việc bán theo giá niêm yết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Hà Tân huyện, hiện nay các tiểu thương chợ Khe Tre đã chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ khá phong phú dồi dào, đủ cung ứng cho nhân dân trên địa bàn huyện dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn. Các đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm, tập trung bình ổn giá, yêu cầu người kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết. Đặc biệt, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết. Với việc tập trung huy động các nguồn lực để phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, thời gian qua, bộ mặt đô thị của huyện Phong Điền ngày càng khởi sắc. Để thực hiện mục tiêu đưa Phong Điền trở thành thị xã trong năm 2024, ngay trong những ngày đầu tháng đầu, địa phương đã tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Dự án đường trục chính khu trung tâm xã Phong An, huyện Phong Điền với chiều dài 1,9 km là một trong những dự án trọng điểm được huyện Phong Điền hoàn thành trong năm 2023. Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, nhưng với việc triển khai nhiều phương án thi công, đơn vị thầu đã nỗ lực để nhanh tiến độ sớm hơn 3 tháng so với mục tiêu đề ra. Việc hoàn thành dự án này đã góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đô thị mới xã Phong An, huyện Phong Điền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian vừa qua, bằng nguồn lực của xã cũng như là nguồn lực đầu tư của tỉnh, của huyện đối với xã Phong An thì phải nói rằng được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, chính vì vậy các tuyến đường trục chính Phong An, chỉnh trang vỉa hè ngã tư ông Lộ đến trường Nguyễn Đình Chiểu tạo bộ mặt hết sức khang trang cho là xã nhà. Qua đó thì bà con nhân dân thuận tiện trong việc đi lại cũng như là giao thương buôn bán. Trong các năm vừa qua thì ban đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền được ủy ban nhân dân huyện giao các chủ tư các công trình chỉnh trang trọng điểm với tổng mức đầu tư là gần 100 tỷ đồng. Thì trong đó có một số công trình chỉnh trang lớn như là khu Lý Mỹ Xuyên, đường trục chính trung tâm xã Phong An, chỉnh trang trung tâm Măng Lộ, chỉnh trang thị trấn, vân vân. Thì trong các năm vừa qua cơ bản các công trình đã hoàn thành để gần đưa vào sử dụng. Thì với nguồn vốn bố trí của năm 2024 thì ban đầu tư sẽ tiếp tục để nhanh các tiến độ để mà hoàn thành các công trình nói trên. Đến thời điểm hiện tại thì các công trình đã đạt và vượt tiến độ đề ra. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng vốn đầu tư công để đầu tư các lĩnh vực chỉnh trang các khu trung tâm đô thị, định hướng thành phường như hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, các công trình dân sinh, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện đạt khoảng 1.045 tỷ đồng. Theo đó, Phong Điền đẩy mạnh triển khai thi công chỉnh trang các đoạn tuyến trên quốc lộ 1A, khu vực xã Phong An, thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu. Đặc biệt là cả công trình chỉnh trang đô thị ở thị trấn Phong Điền, trung tâm của thị xã sau này, bao gồm mở rộng mặt đường, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè các đường Văn Lang, Vân Trạch Hòa, đường DD6, triển khai hạ tầng phục vụ văn hóa thể thao, công viên khu trung tâm huyện theo hướng xanh, sạch, sáng. Đến nay, bộ mặt đô thị thay đổi căn bản, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại 4. Thị trấn Phong Điền thì chúng tôi phải thay đổi từng ngày. Từ quý 2, quý 3 của năm 2023 đến quý 1 bắt đầu là chuẩn bị cho cuối Tết và đến năm 2024 thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi rất phấn khởi là chuẩn bị ra sang trang mới để đưa cái mục tiêu là lên thị xã sớm hơn. Huyện cũng đã hoàn thiện toàn bộ về công tác quy hoạch trên địa bàn của toàn huyện từ cấp huyện tới cấp xã và triển khai đồng loạt các dự án về đầu tư. Huyện cũng đã bố trí kinh phí để thực hiện 34 cái dự án, đến nay cũng hơn 30 dự án đã hoàn thành và tỉnh cũng có hỗ trợ cho huyện thực hiện rất là 5 dự án và đến nay thì các đó là các cái trung tâm của các cái khu vực mà dự kiến thành lập phường. Thì đến nay là các dự án cơ bản đã hoàn thành và cái bộ mặt của đô thị Phong Điền có thể nói là có cái sự tiến bộ rất là lớn. Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền, trên địa bàn huyện hiện có 12 dự án ngân sách tỉnh bố trí. Trong đó, 2 dự án khởi công mới và 10 dự án chuyển tiếp, 5 dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Ngân sách huyện có 50 dự án, trong đó 6 dự án khởi công mới, 44 dự án chuyển tiếp.
đồng thời 12 dự án chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới trong quý 1 năm 2024. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phong Điền tăng cường đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực, thiết bị thi công, bố trí kịp thời nguồn vốn giải ngân để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong năm 2024 thì được sự quan tâm của tỉnh đầu tư các cái tuyến kè cũng như kết hợp đi bộ, thì bằng nguồn lực của xã cũng như chỉnh trang các cái tuyến đường tỉnh lộ 11B, các cái đặc biệt là kêu gọi đầu tư cửa hàng lồng sợ để giải phóng mặt bằng, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị cho phát triển của địa phương trong thời gian tới. Theo các cái tiêu chí đánh giá của các cái tháng số để mà đưa cho huyện Phong Điền trở thành thị xã, thì công tác chỉnh trang là góp gần 30% các cái số điểm mà được đề ra, và hiện tại là ban đầu tư đã thực hiện đúng các cái nhiệm vụ của huyện giao phó cũng như ủy ban nhân tỉnh giao phó, và đã giải ngân hết các cái nguồn vốn bố trí trong năm 2023 và năm 2024 thì sẽ giải ngân tất cả các nguồn vốn bố trí, và cũng như là góp phần đưa cái bộ mặt của Phong Điền là trở ra khang trang và sạch đẹp hơn. Qua năm 2024 thì huyện đang tiếp tục, thứ nhất là hoàn thiện các dự án, một số dự án đang gọi là dở dang, và thứ hai là chỉnh trang các cái khu vực mà nông thôn, các cái khu vực mà có thể gọi là các cái khu vực mà dự kiến xây dựng cái tiêu chí của phường để cùng với toàn tỉnh để hoàn thành các tiêu chí phường, từ đó là hoàn thành tiêu chí của thị xã và thành phố trực thuộc trung ương. Với tinh thần quyết liệt, ngay từ đầu năm 2024, huyện Phong Điền đang tập trung mọi nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ trên từng dự án công trình trọng điểm để góp phần thay đổi diện mạo, đưa huyện trở thành đô thị loại 4, phấn đấu lên thị xã trong thời gian sớm nhất. Những ngày này, không khí đón Tết ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn với nhiều hoạt động phong phú đa dạng được tổ chức. Những người lính thường ngày chỉ quen với thao trường súng đạn, nay bỗng trở thành các nghệ nhân, đầu bếp hay kiến trúc sư tài hoa. Mỗi người một việc nhưng đều có chung mong muốn là được đón cái Tết trong quân ngũ thật ý nghĩa. Đến tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi cảm nhận không khí nơi đây thật vui tươi rộn rã. Người chăm bón, trồng hoa cây cảnh, người củng cố môi trường, người thì sơn vẽ nhà cửa sạch đẹp, khang trang, người chỉnh chu khu vui chơi giải trí. Mỗi người một công việc, trên khuôn mặt của từng chiến sĩ, ai ai cũng rạng người hào hức. Với những chiến sĩ nhập ngũ năm 2023, đây là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị. Không khí Tết mang lại cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt, là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của mỗi người lính. Trực Tết ở đơn vị năm nay cũng là cả Tết xa quê nhà lần đầu tiên của tôi. Đón Tết cùng đồng chí đồng đội trong đơn vị, tôi cũng rất nhớ nhà, bạn bè và người thân. Nhưng tuổi trẻ đã phải biết phấn đấu, bảo vệ cho bình yên quê hương đất nước. Đó cũng là niềm vinh dự và tự hào của bản thân tôi. Năm nay, tiểu đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui Tết đón xuân như thi vườn hoa xuân, khu vui xuân, thi bảo tường, tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi quân sự, phối hợp với đơn vị kết nghĩa, tổ chức thi gói bánh chưng xanh, hội thi tiếng hát mùa xuân, hoạt động đêm giao thừa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tất cả các hoạt động đó để các chiến sĩ có một cái Tết ấm áp như chính gia đình của mình. Mặc dù không được đón Tết cùng người thân, nhưng các chiến sĩ nơi đây không thiểu hơi ấm yêu thương của từng đồng chí, đồng đội. Để mà tạo được các cái môi trường vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ năm thứ nhất với đi nỗi nhớ nhà, thì đơn vị cũng tổ chức các cái chương trình, các cái trò chơi trong các cái dịp Tết, đặc biệt là như đêm 30 Tết sẽ tổ chức các cái buổi giao lưu văn nghệ, hài hòa dân chủ, xem các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam về đêm giao thừa và cho nghe lời chúc Tết của đồng chí Chủ tịch nước gửi đến đồng bào. Một mùa xuân nữa lại về, đơn vị gặp không ít khó khăn nhưng vẫn dành phần nhiều cho lính đủ hương vị Tết. Tết của chiến sĩ có thịt heo, bánh chưng xanh, có thịt đông, dưa hành, cầu đổi đỏ, có giò lụa, chả quế, nem chua, có mận, có đào, có mai, có quất. Chưa hết, người lính còn biết tạo thêm cho mình một cái Tết có những nét riêng. Đơn vị đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rau xanh sẵn có trong khu tăng gia, khu chăn nuôi tập trung, rồi cả nấm hương, mộc nhĩ, hoa chuối, măng tươi. Tôi thấy rất vui và hào hức khi được đón Tết ở môi trường quân đội cùng với các đồng chí đồng đội và được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian. Đây là một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời quân ngũ. Song song với việc đảm bảo vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, tiểu đoàn cũng đã xác định nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết này là một cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó, Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng đã triển khai đến các đơn vị quán triệt,
nắm chắc các công văn, chỉ thị của Bộ Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tổ chức kiện toàn biên chế, luyện tập thuần thục các phương án, tổ chức duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Ngoài nhiệm vụ lo đầy đủ đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, đơn vị còn thường xuyên báo động, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và có kế hoạch phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn trên địa bàn nơi đóng quân và cả khu vực trung tâm để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Đối với các đại đội phải phân công các ca kíp trực đầy đủ trước, trong và sau Tết, nhất là trực chỉ huy, trực ban, trực chiến để chủ động và kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra. Tiếp tục với những thông tin khác, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024, thời gian dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tháng 11 năm nay. Thí sinh được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi. Trong tháng 6 năm nay sẽ kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự kiểm định đã đăng ký. Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định, tiến hành khảo sát báo cáo hội đồng kiểm định xem xét quyết định số lượng, địa điểm các điểm thi. Bộ Nội vụ sẽ thành lập ban giám sát thi kiểm định phối hợp với Cục A03 Bộ Công an đảm bảo an ninh trong toàn bộ quá trình tổ chức kiểm định. Cơ quan đơn vị cung cấp địa điểm thi phối hợp với Công an sở đảm bảo an toàn an ninh tại điểm thi. Ngân hàng câu hỏi do Học viện Hành trình Quốc gia chủ trì xây dựng tối thiểu 5.000 câu để sử dụng trong các kỳ kiểm định năm 2024. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Đề xuất căn cứ trên các yếu tố như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Đây sẽ là cơ sở để đơn vị nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở lái xe. Hiện Nghị định 100/2019 quy định với xe máy mức thấp nhất chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Nồng độ tương tự nhưng với ô tô, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Mức phạt cao nhất của xe máy là 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng. Đối với ô tô là 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Công an huyện A Lưới tổ chức tiêu hủy số vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu giữ được trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. Qua công tác vận động tuyên truyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ đến tận người dân. Công an huyện A Lưới đã xử lý vi phạm, thu giữ, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 77 khẩu súng tự chế, 15 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54 và nhiều viên đạn, súng kíp, đạn bi, vũ khí thô sơ khác. Sau khi tiếp nhận thu hồi số vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay, Công an huyện A Lưới đã tiến hành phân loại, bảo quản tại kho của đơn vị theo đúng quy định, đồng thời tiến hành tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập hội đồng tiêu hủy và xây dựng phương án tiêu hủy đối với số vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra số vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trước khi tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành phân loại cắt nhỏ, phá hủy hoàn toàn các loại công cụ vũ khí, đảm bảo các quy định của pháp luật, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những ngày qua, thông tin về tường sông khổng lồ ở hồ Thủy Thiêm sẽ bị phá bỏ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện đây là một trong những địa điểm ưa thích của người dân và du khách, ưa thích khám phá, và thông tin trên càng tạo hiệu ứng thu hút người dân và du khách đổ về để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng với tường sông nổi tiếng này. Là một công trình khá đồ sộ, trong đó bức tường rồng trên tòa nhà là điểm nhấn ẩn tường của công viên, đồng thời là khu vực xuất hiện trên ảnh check-in nhiều nhất. Thế nhưng nhiều thông tin cho biết, sau Tết Nguyên đán năm 2024 này, kiến trúc rồng khổng lồ sẽ bị tháo dỡ nhằm chỉnh trang công viên này sau nhiều năm trong cảnh hoang phế đến ma mị. Nhiều du khách trong và ngoài nước đã tranh thủ tìm đến hồ Thủy Tiên để check-in với tường rồng khổng lồ trước khi khu giải trí này bị phá bỏ. Em là người ở đây. Nói chung là cách đây mấy năm con rồng đi hôm mới xảy ra là đã tới lui nhiều lần rồi. Nói chung là rất thích cái cảnh ở đây, không bao giờ chán đâu. Cái chụp ảnh với là đưa con lên chơi mãi đó.
chưa nghe thông tin là sáng năm là đập bỏ á, mà mình cứ cảm giác buông buông, thấy tiếc nuối lắm, vì mình cứ nghĩ là một cái vườn năm rồng mà lại đập bỏ một con rồng, mình thấy tiếc. Rồi một cái khung cảnh đẹp, mọi người có thể đi dạo, đi chơi, lưu giữ kỷ niệm nữa. Tôi thấy đây là một công trình rất độc đáo, rất đẹp. Thật tiếc khi biết rằng nó sẽ bị phá bỏ trong thời gian tới. Được biết, công viên vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên do Công ty Du lịch Cố đô Huế xây dựng từ năm 2001 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Tổ hợp công trình gồm nhiều hạng mục như nhà thủy cung, sân khấu nhạc nước, các trò chơi nước, đường dạo quanh hồ. Năm 2008, công ty Haco Huế trở thành chủ mới của khu du lịch, tiếp tục đầu tư nâng cấp dự án. Tuy nhiên, đến năm 2017, doanh nghiệp không còn khả năng hoàn thành dự án. Từ đó đến nay, khu công viên này bị bỏ hoang và bỗng trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài với khung cảnh nhuộm màu thời gian và mang một không khí khác lạ, vừa ma mị nhưng cũng không kém phần đặc sắc. Chính vì vậy mà khi những ngày đầu năm 2024 này, thông tin đơn vị trúng đấu giá tài sản khu đất này sẽ phá bỏ tường rồng và tháo dỡ để thu hồi tài sản, bàn giao lại cho thành phố Huế để thực hiện các hạng mục chỉnh trang tiếp theo, cũng đã để lại nhiều tiếc nuối cho cả du khách và người dân Huế. Khách du lịch đến Huế là thường thường người ta sẽ rất thích những cái kiểu mà không gian như thế này, tại vì lăng tẩm người ta cũng sẽ đi rất là nhiều rồi, thì chỉ có những cái không gian như thế này là nó có sự khác biệt. Và em dắt khách đến đây là tất cả mọi người đều rất là trầm trồ về cái kiến trúc của con rồng đi. Và khi mà nhận được cái thông tin là sau Tết ấy, thì cái con rồng sẽ bị đập bỏ ấy, thì rất nhiều người người ta tiếc, và người ta đưa ra nhiều, rất nhiều người có ý kiến là vì đang là không gìn giữ lại. Chúng ta có rất nhiều cách để có thể mà phát triển và đi kèm với lại bảo tồn, thì có thể nếu như mà cái kiến trúc của con rồng nó không còn đảm bảo sự an toàn nữa thì chúng ta có thể giữ lại nó làm như một cái phần ở phía sau thôi, một cái background để mọi người có thể chiêm ngưỡng được mà không cần phải đập bỏ đi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thì chủ rồng ở Hồ Thiên An đã trở thành một trong những điểm du lịch check-in nổi tiếng và xuất hiện trong nhiều MV hay những bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trên các mặt báo của nước ngoài. Và trong những ngày xuân Giáp Thìn này thì nơi đây cũng trở thành bối cảnh của rất nhiều những tấm ảnh chụp của người dân Huế đến đây để check-in. Và hy vọng trong năm 2024 sẽ có những thay đổi hợp lý để chủ rồng ở Đô Thiên An thực sự phát huy hết công năng của nó và biển khu du lịch Hồ Thủy Thiên trở thành một trong những nơi thu hút khách du lịch trong tương lai. Phần cuối là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng nên nhiệt độ dao động nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm thấp nhất từ 67 đến 72%. Thời tiết biển không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.